Em Tờ Minh Thượng Kiên Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Hiện nay em đang có mặt tại ấp Kinh Sáu, xã Minh Thượng, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Thì thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay em và anh Ngô Út Kích Nói Yêu Thương sẽ đến đây để khui một phần quà của quý mạnh thường quân để gửi về cho anh nghệ sĩ Ngân Phúc. Thì thưa cô chú anh chị, thì đây thì chắc cũng là bàn ghế để cho anh ngồi ăn cơm cô chú anh chị. Thì sẵn dịp đây thì em Tài chút xíu cũng xin cập nhật tình hình sức khỏe của anh nghệ sĩ Ngân Phúc. Thì như hôm trước thì em Tài có chia sẻ về sản phẩm ngải đen ngải chống độc cao Trung Sơn, thì hiện giờ đã được đổi mẫu hết cô chú anh chị. Về thuốc viên á, viên thì đổi mẫu lúc trước là hộp như vậy ha cô chú anh chị, nhưng mà bây giờ đã được lên mẫu là lên hộp như vậy. Còn thuốc bột thì lúc trước như vậy, còn bây giờ cũng đã đổi được lên lên mẫu như vậy ha cô chú anh chị mình nha. Thì thứ nhất nó ngăn ngừa hạn chế di căn các tế bào bị ung thư, hỗ trợ về việc điều trị các chứng bệnh như là ung bú, dạ dày, xương khớp, thoái hóa cột sống, bệnh chỉ, bệnh tiểu đường và các bệnh viêm ngứa, tê tay, tê chân, trào ngược dạ dày, viêm xoang. Thì nó những cái chứng bệnh đó thì nó rất là hay ha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em xin mời cô chú anh chị đợi chị Kiều ra cái nữa lần khui cái hộp quà này, xong rồi em vào bên trong để em quay anh nghệ sĩ Ngân Phúc. Thì ngày hôm nay ảnh rất là cười tươi ha cô chú anh chị mình, là ảnh rất là khỏe luôn, càng ngày hiện bây giờ càng ngày ảnh càng phát triển lên sau khi anh sử dụng sản phẩm ngải đen ngải chống độc cao Trung Sơn. Thì như quý cô chú anh chị cũng đã biết rồi đó, thì lúc trước tình hình sức khỏe của anh nghệ sĩ Ngân Phúc rất là kém ha cô chú anh chị. Mà thứ nhất là mắt mờ nè, lử thục nè, là coi như là tay chân là đã liệt hết hoàn toàn, chỉ còn cái giò phải nhúng nhích hơi à, chứ không có làm gì được hết. Là mỗi một lần uống nước là phải mắc cại cái miệng ảnh ra để đút được chỉ có nửa muỗng nước là dữ lắm của chú anh chị, hoặc là uống sữa đó thì cao dữ lắm là ảnh được khoảng cỡ nửa muỗng sữa, mà trong khi đó là phải cại cái miệng ảnh ra thì mới đút được nửa muỗng sữa. Thì sau khi đó là bên nhà thuốc Cao Trung Sơn mới biết được cái bệnh tình của anh như vậy, thì anh Cao Trung anh có xuống anh gửi tặng cho một sản phẩm, đó là ngải đen ngải chống độc Cao Trung Sơn, là hộp thuốc này của chú anh chị. Sau khi sử dụng hộp thuốc này xong thì anh bây giờ là cải thiện rất là tốt. Thì hiện giờ thì sức khỏe của anh nghệ sĩ Ngân Phúc thì cô chú anh chị đã cập nhật, em Tài đã cập nhật hàng ngày cho cô chú anh chị mình xem rồi đó, thì anh rất là cải thiện rất là tốt luôn. Rồi bây giờ em Tài xin mời cô chú anh chị khui quà cùng em Tài nha. Rồi. Đây, cô chú anh chị ơi, một cái thùng quà quá trời luôn này. Cái này giống cái bàn ăn của em ơi, chứ này có bàn ăn ơi. Có bàn ăn nghề khỏi ngồi dưới đất rồi. Khỏi ngồi đó. Gọc gọc đại đi, gọc đại. Cũng giờ về tới lâu rồi mà mấy anh em chưa có. Trời ơi, cái bàn bự quá trời luôn. Bàn này mấy anh em ăn. Khi clip mấy anh em chia sẻ lên đó. Dạ. Con thấy là toàn ngồi góc này góc kia không à. Góc này kia ăn. Với lại ngồi dưới. Ngồi thấy khổ ha. Cô nghiệp cô Nhi đó, cô chú anh chị. Sao vậy? Tức là gửi từ chút từ ly từ tí. Dạ. Đồ quần áo mà hổm cô cũng gửi đó. Cái này lâu cô Nhi là gửi rất là nhiều lần. Mà nốt mắt đi. Bây giờ cái này để ở đây, cái đi khu cái thùng đó ra cái. Nốt mắt đi du lịch, bỏ ở nhà ngồi ăn dưới đất chứ ơi. Cô chuẩn bị gửi đồ trên xe nữa rồi, gửi đồ về nữa tiếp tục. Ồ, tội nghiệp cô quá. Gửi nữa hả? Cô lớn tuổi rồi mà thấy mấy anh em mà cô gửi rất là nhiều lần cái, nữa. Cái công tác thiện nguyện này nè, cô mừng lắm. Trời ơi, mấy đứa cháu làm gì là cô rất là quý. Cho nên là cô có gì cô tặng nấy ha. Cô tặng nấy. Cho nên là đây là tấm lòng của cô. Mua hoa. Có ghế im quá, có ghế ngồi. Có ghế ngồi à, có ghế ngồi. Cái này để phơi khô cái này. Để đây đốt. 2 4 6 cái. Đây để ra đây. 6 cái luôn. Rồi bây giờ mình bỏ này qua đây đi mình. Út nè, Tài nè, ông Giang nè, ông Hồng nè. Là năm rồi. Còn cái chị Kiều xong. 6 cái. Cái ghế. Ủa ông Phúc không có nào kìa. Phúc thì nằm cái giường của ba Tài. Cô gửi từ Vĩnh Long xuống cô chú anh chị. Rất là xa. Món quà này từ Vĩnh Long ha cô chú anh chị ha. Cô gói kỹ quá nè. Trong đây còn cái gì trong đây nè? Vàng. Vàng. Cô gửi vàng. Vàng. Có gửi vàng không cô ơi? Ôi, có vàng ở đây không cô?
Bạn biết bạn chở về nhà con. Có gì không? Đó, mấy anh có. Đó đó đó. Bọc này nó giá trị. Đó đó, bọc dữ rồi. Chừng khăn à. Ừ, cái gì vậy? Tao hồi hộp quá tại. Gì vậy trời? Gì vậy? Gì vậy? Rồi. Gợi thử em. Ủa mềm im quá hả? Ồ, mềm im quá. Để đây, chút đi. Rồi trời, em cầm vô cái mướn hốc luôn mà. Trời ơi, mềm. Để đây chút xíu đi. Nhật qua chị kêu hết có ghế ngồi luôn rồi. Trời 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 mềm. Mà nó phải cứng rồi cho em mềm. Quá vui. Mềm quá trời. Cái đó đã quá. Thấy mềm mềm rồi đó. Mềm mềm. Mềm mà kêu thích. Im quá à, mềm im quá. À. À, nói với anh Tony luôn, anh Tony ơi, cái bây giờ có chỗ ngồi ha Tony. Để anh em muốn cà phê nghỉ lễ dưới đất rồi. Để bữa anh Tony anh điện cái anh Tony nói là anh điện nữa là cho trời cực khổ quá, uống nước mà không có chỗ để đi nữa. À, không có chỗ ngồi. Không chỗ ngồi. Lại nhà không có chỗ ngồi nhưng có chỗ nằm không. Lại nhà không có chỗ ngồi ha anh Tony, giờ có rồi. Có. Anh Tony nói nghĩ là che cái máy ra để nằm trời nắng đó, rồi tính nhiêu tiền chưa, coi giá cả chưa, bao nhiêu nhiêu 7 triệu đó. 7 triệu hả? Che đâu anh? Ngang mấy mét, dài mấy mét? Dài 4 mét rưỡi, ngang 5 mét đó. Ngang 5 mét, dài ngang 5 mét, dài 7 mét hả? 7 triệu hả? 7 triệu. Từ từ em, công rồi luôn, trên luôn đó. Xong quá trời cô quấn kỹ luôn này. Gì là mấy chất lượng nè. Chứ rồi lá chịu nổi. Trời ơi mấy bữa cái tivi á anh Út. Tại mình để đây là xong luôn này hôm hả? Ở đây phức vô không? Phục quanh phục quanh. Con chẳng biết chứ bộ. Hôm xong. Vì được rồi là tính đặt ở đây mà nó đây rồi đâu có được không? Cô bó kỹ quá cô chú chị ơi. Chém bỏ lên đây đằng chiều em đốt rồi. Đốt rồi, đốt rồi. Chiều cô không đốt luôn. Dạ. Mũ tốt luôn đó. Ừ. Để dưới đi. À, để đây luôn nè, mình ngồi lên luôn. Ừ. Trời. Nhật lên ngồi ngoài đây nè. Đồng cà phê nó uống trời. Ừ, má nó đi thôi. Thấy không em? Thấy không? Bên đây, vô ngay đây. Đây, đây, để gì nào. Sợ cái ghế của... Lên đi mấy anh. Sợ ghế của Nhi giờ bỏ trên... Uống cà phê, trên giường. Cà phê trên giảng. Cà phê ghét rồi, được rồi. Em đó. Ê, gì vậy? Cái này mới giữ nè. Quá à, màu đẹp quá trời luôn rồi. Cái này mới giữ nè. Cũng như chị Hạnh rồi qua nói là mấy anh em khui quà mà bởi chỉ cười muốn xỉu luôn. Vui. Lên luôn. Lặn lên đây nè, lặn cái lặn. Lên về dưới đi. Không, nó dính vô luôn. Mẹ mới lặn. Chào ông bà cô chú đi. Xoanh tay cho ông bà cô chú. Chào cái này, khoan. Đọc lớn lên. Con chào ông bà cô chú. Rồi chào ba gì nữa. Con chào ba cô Nguyễn. Chào ông nội. Ông ngoại. Ông ngoại tài. Ông ngoại giữ gìn sức khỏe ông ngoại ơi. Chào bà cô Nhi. Cô thứ mấy đâu cô Nhi? Chào bà cô Nhi. Cô Hai Nhi. Chào cô Hai được rồi con. Chào bà cô Hai. Con chào bà cô hai. Ở Vĩnh Long. Con cảm ơn bà cô Hai. Con cảm ơn bà cô Hai. Đã tặng cho nhà con bộ ghế để ngồi ăn cơm. Đi tặng cho con bộ nhà con ghế ở ăn cơm. Và quần áo con mặc. Quần áo con mặc. Cảm ơn dì Hạnh ở Đài Loan. Nói lớn lên. Hạnh ở Đài Loan.
cho con đôi giày con mang tối ngày sáng đêm. Thì nó mang tối ngày sáng đêm luôn. Sáng đêm luôn. Và tối vô mộng mèo. Không nghĩ luôn cái gì. Đôi giày là của anh tặng là em cháu rất là thích. Mà đồ này của cô Hoa Nhi này anh. Là mang vô rồi là trình rồi tiếp tục đi giặt, giặt là phơi vừa cô xong là tiếp tục mang tiếp tục. Rồi vô giày giặt luôn. Giặt tới giới thôi, đừng giặt tới giày, giặt giày mau hư lắm nha. Giặt giới rồi. Mới giặt giới nè. Rồi đến em Kiều cảm ơn cô đi. Dạ con cảm ơn cô Hai ơi. Dạ cảm ơn tất cả cô chú anh chị luôn đi. Dạ con cảm ơn tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Dạ cảm ơn ba Tài rất là nhiều, chị Hạnh nữa. Cảm ơn chị Hạnh nha, chị Hạnh. Cái này ghê quá. Cái bà này thấy gì giá trị đó. Ghê quá. Vậy chạy. Tài này làm giật mình ngoài. Á mềm em đó. Bây giờ thọt tay vô thử coi. Thọt tay vô. Thọt tay vô. Cái gì? Cái gì? Thêm không? Cái gì? Cái gì? Con khỉ. Cháu con khỉ quá à. Con khỉ hả? Rồi bây giờ thấy mở cái ha. Tèn tèn tèn. Vỗ tay cho cái này gì không? Biết là gì không? Ối nằm á. À biết luôn. Cổ. Không phải gì đâu. Heo làm cái này, heo. Để heo làm cái này. Heo làm cái này. Sao? Phải phải đó, phải đó. Ăn sao móc ra đừng cho gớm. Đúng rồi nè, đó. Gớm cái này nè. Cái đó đi chặn lại đừng cho gớm. Đây 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 đây. Trời ơi, chồng vô cổ nhỏ dữ quá. Sao kỳ vậy? Thôi chứ cổ ơi. Thôi vậy đi là phải rồi đó. Đi, để ngoài đi. Để ngoài đi. Là để cô thấy là em Minh Phúc thường thường hay đỡ cổ đó chứ không? Ừ. Nên là cô mua cái này là rất thiết thực luôn. Ừ. Cô gửi để cho đỡ cái cổ của em Phúc để cho em đỡ mỏi á. Thuộc thuộc chút. Nè, dạ. Cảm ơn những món quà của cô Nhi đã gửi cho em Minh Phúc để mà đỡ được cái đường cổ mà khi di chuyển mà ăn uống ngồi gì cũng gì. Dạ. Thiết thực luôn. Dạ. Thì xong qua clip này thì em Tài U Minh Thượng Kiên Giang cũng xin cảm ơn đến quý vị khán giả, quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã gửi về những cái phần quà mà rất là thiết thực đối với gia đình của mà chị Kiều ở đây, như là anh nghệ sĩ Ngân Phúc. Thì trong suốt thời gian qua thì em Tài xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi anh Út giờ mình có lẽ mình khui quà xong rồi bây giờ mình vô trong mình thăm anh nghệ sĩ Ngân Phúc đi ha. Mình quay cho cô chú anh chị mình xem cập nhật cái tình hình sức khỏe của anh nghệ sĩ Ngân Phúc ngày hôm nay. Bữa nay là ngày 18 tháng 11 năm 2023 ha. Giờ mình đi vô trong. Dạ, thưa cô chú anh chị, em và anh Ngô Út kết nối yêu thương là đến đây để cập nhật tình hình sức khỏe của anh. Thì giờ đây ảnh xem TV nè cô chú anh chị. Cái này mau lắm. Thì đến đó thế nào? Dạ. À, lên cái TV. Ok, vậy dạ, sát qua mỗi mắt không? Dạ. Ok. Khiên lên luôn, khiên lên luôn. Diễn biến của chuyến đi như thế nào? Rồi, được rồi, được rồi. Chuẩn bị lên cái bay đó. Ok. Gần 4 giờ. Cái nhìn lên trên đó biết ông nào không? Anh Phúc ơi. Anh Phúc. Nhìn lên TV nó biết ông nào không Phúc? Anh ơi, nãy lúc đầu vô ăn liên tục luôn á. Nãy giờ không phải lúc đầu thì nằm võng còn ten tóc tét, bây giờ lên ăn cơm thấy nó két không? Hồi nãy là đâu thèm giờ mai. Trước khi ăn là bé heo á. Bé heo cho cô Sáu ăn hết một hộp sữa chua. Ủa vô hả? Vô, có sữa chua. Thì chị kêu mình đổi cái này nè, đổi này quay lại sát vô cái bụng ảnh đi. Đâu bị dướng đâu. Có. Không, vậy là đúng rồi đó em. Đúng rồi. Biết rằng gì vậy đúng mà điều mình quay lại cho cái dĩa nó sát cái bụng nó đỡ hơn. Vậy đó. Sát bụng sao gắt được. Để xa coi hút được không? Dứt xa hút được mà điều ảnh hái. Rồi, biết khiều khiều vô nữa. Ôi ôi, ăn đồ ăn coi nào. Ăn đồ ăn quá trời luôn. Cái tình trạng của người đó lớn tuổi chưa Tài? 59 tuổi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Muốn cười hả? Muốn cười hả? Muốn cười hả? Muốn cười rồi. Thấy chưa? Thôi cái nào gớt chứ bỏ đi chị. Bỏ ngoài đây chị. Bỏ đi. Mình cái người bệnh khỏe thì sao cũng được. Nhưng mà cái người người bệnh á mình phải kỹ thì cái kháng thể yếu cho nên nó là mình kỹ càng tốt hơn.
lát đi giao hộp thuốc đó nha, để cô nói anh hứa cổ sao mà anh không chịu đem, nó anh Hậu Giang đang phát trực tiếp, chờ tí xíu, rồi nó hàng kia tao điện nó không được. Tặng cho cổ cái hộp thuốc của mình quá trời luôn. Cổ nói là thấy con đăng lên mà cô không có tiền mua. Thì bây giờ giống như là anh em mình cũng đi làm thiện nguyện thì giống như bà con khổ, như bữa hổm anh đi ghi hình cũng vậy, cái chỗ cái chị kia là ảnh cũng bị ung thư thời kỳ cuối tài. Và là người vợ mà bị tai nạn giao thông với chị Kiều. Người dập chị sống phải ngồi xe lăn. Mà lại cái người mẹ vợ lại nuôi tiếp hỗ trợ thì bị tai biến liệt nửa bên người. Đó. Rồi em cũng đem qua trao cho cô một hộp ngải đen ngải chống độc đó, hộp lớn đó, để cô sử dụng và cũng cho anh đó sử dụng. Mình nói cái từ giống như mai thầy phước chủ hả tài. Biết đâu nhiều khi bà con là tại vì cái anh đó đã du quá chắc rồi, biết đâu là anh uống anh cải thiện được, chứ bây giờ cũng không có còn cách nào cứu nữa. Đúng rồi. Thì cô này là em cũng hy vọng là cổ sẽ khỏe lại, chứ khả năng mà mổ mà đem ruột ra ngoài cái đó là thấy cũng hơi... Cái đó là kêu bằng để là để cái hậu môn bên ngoài đó em. Đúng rồi, tại đúng vì rồi. Anh có ghi hình mấy trường hợp đó. Với phần cái nữa là giò bây giờ sưng phù hết trơn, sưng no nướng thẳng duỗi vô giò ra thẳng hết trơn. Quá trời ha. Tính ra mình biết đâu nhiều khi bây giờ mình cho cô đi rồi biết đâu cô uống rồi nó chịu. Thì đó thì gì vì cái này cũng là thành phần thuốc nam. Cho nên đó là bà con mình sử dụng cũng không có sợ là tác dụng phụ nữa. Em hy vọng là cổ sẽ hợp cơ địa cho mau hết bệnh. Tụt xuống quá rồi. Tụt không, tụt kéo lên chút chị ơi. Thấy anh thả nhiều rồi đó. Sao chị? Đi ra bệnh viện mà xin thuốc có được lần có 10 ngày mà đi 60-70 cây số mà xin được có 10 ngày uống. Nhiều người tội nghiệp chịu lắm. Khổ. Rồi chưa? Cái nào hai đứa mình nè. Vô em chỉ quên. Bữa nay kéo nặng nặng này nha. Trời ơi, gớt thịt lên cái bụng luôn nè ông ơi. Lấy đi, chiều tắm, lấy ra đi. Lấy rồi, ông giờ chọc á, có không? Có. Lúc hồi nãy đổ cơm á. Đổ cơm á. Ê, đè lại. Đè lại. Đè lại để thuộc ngoài à, kỳ lắm à. Cái này chắc phải mắc nịch, xích bèo đồ lại thì sao á. Mày lấy cộng dây một... xích bèo lại. Ủa, buộc rồi. Tại vì sao? Mình ngồi cái miếng đó nó trơn dữ lắm, nó dễ chặt cả lắm. Chứ. Ê, đúng rồi, dòm đi, dòm bà con đi. Dòm cô chú đi. Dân hầu. Dòm. Dòm kìa. Anh Phúc ơi, dòm. Dòm kìa, chị vô cái này, chị bước vô cái cây. Chọc cười cái này. Thôi dòm. Kêu ơi, kêu dân à. Kêu cái cây, kêu cái bất ngờ luôn cây. Dân ơi, sáng dẫn tôi đi ăn bún, chiều nay bỏ tôi. Dòm chị kìa, chị Dân. Nghe tiếng xe đó, nghe tiếng xe rồi chắc biết chị lại gì đó. Anh Sáu. Sáu. Anh Sáu ơi. Anh Sáu. Em thì em hay quay chọc chơi anh Hậu Giang với anh Út á, nói trời ơi biết chừng nào mà hai anh mà được vậy. Được hai người hai bên đút ăn đồ. Quý. Không ai ước gì đâu mà nghe. Là chọc chơi á. Không mơ ước gì đâu à. Không mơ ước gì đâu. Trời ơi, tôi cũng mơ ước gì đâu nghe. Bực bội chết luôn nè. Anh mới đây nè. Anh Nút hả? Anh Nút đang làm phim trước kìa. Làm phim này. Đi chia sẻ những hoàn cảnh mới về. Khổ lắm chị Văn ơi. Chị qua mà chị nhìn rồi cái là rớt nước mắt. Mình được cái gì là quý rồi. Bữa nay ăn, em nói thiệt với chị hồi nãy là gần 2 chén cơm đó. Mà tự múc ăn mà lúc đầu đói chị thấy múc lia lịa luôn, thấy cân cũng xạo luôn nha. Mừng. Còn hồi nãy nằm giống đưa toàn ten bằng ten dòm tivi chứ, xem tivi nè. Coi tivi suốt. Coi tivi suốt luôn. Dạ chú. Đưa toàn ten bằng ten. Làm gì mà chú mua trái cây vậy chú? Chú ăn sớm. Chú sớm cấp này phái chị Kiều hay gì rồi, ngày nào thấy cũng lợi, cấp này lợi ngày ba cử chứ. Họ cũng lợi buổi sáng rồi. Cho ta cơ hội đi chị Kiều ơi. Đâu chưa đâu, còn xin. Khổ lắm. Nó chơi chứ chú lại đây chú nấu ăn với cô chú chị thấy tội nghiệp lắm. Kệ chú tiếp. Em chống bình phục. Chị chưa nghĩ dạ, tới đâu. Cảm ơn bà con.
Hậu Giang cũng kích chú cho quý cô chú. Nhưng mà cũng cũng phải cho người ta một cái tia hy vọng gì, vẫn có động lực đồ làm gì chứ. Còn chị phát ngang không huề luôn, mốt người ta bỏ à. Bỏ chịu chứ giờ sao, giờ chứ giờ nhà chị bệnh hoạn nhóc vô người sao. À tùy duyên. Mình đâu có... Vợ chồng là có duyên có nợ lắm. Đâu có tâm trạng gì đâu á. Ăn hết nha, ăn hết em ăn đó. Vậy đó. Nói chuyện với chị Giang đi. Ăn hết rồi. Ăn tiếp chị Kiều đi. Ăn làm như hồi buồn ngủ nha. Hồi nãy mới vô sôm lắm, làm lia lịa chân thấy bất ngờ. Chị thấy mút mắc cờ lên mút lia lịa chân tay. Uống thuốc bộ não á. Nút bộ não dễ ngủ. Nhiều khi đang phơi với mình vậy đó, cái tự nhiên nhắm mắt lại. Ăn thổ nữa rồi đó. Ăn thổ nữa đó. Cố lên. Dạ tắm. Mày đi đâu vậy, đi xuống gì ba vậy? Chiều mà ở bên kia không có hát nhạc là đẩy ra trước. Biết sao cho khỏe. Bên kế bên á. Không à, cái này gió cũng hơi nhiều nè. Hả? Gió hơi nhiều. Không, gió bắc là vậy đó. Ừ. Hôm ở trong này là em thấy cũng vừa mát mà. Tại vì nhà mình cũng thoáng mà. Sáng chắc lạnh hả chị Kiều? Lạnh. Lạnh này. Gió nhiều quá không tốt. Tự đắm mình lên luôn á. Vậy đó dạ. Hả? Lạnh mà. Kéo đắp lên, đắp tới cổ luôn rồi. Gió bắc non, vợ con chưa có hả? Rồi nằm nghiêng một bên. Rồi gió bắc già sao? Hả? Gió bắc già sao? Không biết khúc đó anh biết non không à? Cái chị bạn của anh Ngân Phúc lâu rồi chị đâu có về hả chị Kiều? Không. Nói chung là cũng đâu phải là vợ chính thức hả? Không. Cũng là bạn bè thôi ha. Chị Hồng á hả? À, đúng rồi, tại vì bà con khán giả cũng có hỏi. Ừ. Lúc trước cũng thấy mấy video, thấy có chị về. Nói chung là chị có tâm sự với em á, là chị nói về để cho anh gợi nhớ cái tâm trí của anh Lợi. Hy vọng là anh sẽ mau hết bệnh. Chứ thật chắc ra là hai người cũng đã chia tay nhau mấy năm rồi. Nhưng mà chị nói dù gì cũng còn cái tình cái nghĩa. Cho nên chị về chị nuôi thì nói đi. Không ở nhau nữa thì cũng còn tình nghĩa. Chị về chị nuôi cũng đâu ớn thì tới lui thăm là quý rồi. Dán đi, một muỗng hai muỗng nữa đi. Ăn gì là ngon lắm rồi đó chị Kiều. Ngon. Năng lượng tràn đầy. Mà cái điều mình mừng nhất là ảnh tự múc ăn lên là đúng, mình đúng. Thấy là mình quá mừng cái chuyện rồi đó. Cái này là như sự mong đợi. Hơn cả sự mong đợi của anh em mình luôn. Bà con khán giả xa gần lúc nào cũng vậy. Mừng lắm. Muốn ngủ gục luôn. Ăn mà ngủ à. Tại vì ăn còn ngủ nó đừng nói chi mà mình quay phim không, khi ăn, lâu lâu cứ phải ngủ, nhắm mắt ngủ. Cái. Chị Kiều có làm công việc gì làm với chị Kiều để mấy anh em đút chưa? Tắm cũng gần thôi luôn rồi đấy, mà ăn nãy giờ cũng nhiều quá. Kể cho ăn giờ muốn đi nghỉ. Cho giờ muốn đi nghỉ. Tắm cho con đi, nói con chung đi học. Đó là cái buổi sáng nên ăn nhiều, còn buổi chiều ăn ít. Đúng rồi. Tại buổi sáng ăn để hấp thu tốt hơn. Ừ. Đúng rồi. Gán ăn này rặn lát uống thuốc vô. Buổi sáng thì ăn ép cho ăn nhiều, còn buổi chiều ê xương. Ôi rồi. Anh ăn gì là để uống. Thấy không? Anh ăn gì là chiều là tấp và bắt đầu khoảng cỡ 5 giờ là cho anh uống thuốc cao trung sơn hả cô chú anh chị? Tuột. Tại vì uống nước đó, uống thuốc đó anh sẽ ngủ ngon hơn và ăn uống ngon hơn. Ai cũng nói uống thuốc là vô sao mà dễ ngủ quá, giấc ngủ nó không? Sâu. Giấc ngủ nó sâu, nó không có giật mình. Em ban đầu em uống 3 viên rồi, giờ em uống cũng 5 viên rồi đó. Không, em còn 3 viên hoài à. Tại vì anh uống 5 viên anh lên liều. Anh tại uống tầng thì anh uống 3 viên. Em uống ngăn ngừa chứ không phải uống trị bệnh. Đúng rồi, thì giống như anh uống cái liệu trình của anh uống hết hộp đi rồi anh mới xuống 3 viên, tại vì mình không có bệnh. Mình uống để tăng cường kháng thể tốt và ngủ ngon, cải thiện giấc ngủ rất tốt luôn. Uống 3 viên. Tại vì nó thì thứ nhất nó ngăn ngừa hạn chế di căn các tế bào bị ung thư, hỗ trợ về việc điều trị các chứng bệnh như là ung bú, dạ dày, xương khớp, thoái hóa cột sống, bệnh chỉ, bệnh tiêu đường và các bệnh viêm ngứa, tê tay, tê chân, viêm đường ruột. Thôi nhé, ngưng đi. Đau bao tử, chậm ngực dạ dày, thoái hóa cột sống, viêm xoang rồi của chị. Ăn nhiêu đó chiều là quý. Nó là chị đó bệnh đó. Là viêm xoang là tất cả các bệnh viêm ngứa là rất là hay luôn. Về bệnh của phụ nữ, nói chung là nó rất là hay luôn. Phúc ơi, Phúc. Thì cô chú anh chị nào có xem cái được cái video này của mấy anh em thì cần tư vấn về sản phẩm thì hãy gọi vào hai số điện thoại dưới màn hình này cô chú anh chị. Uống đi. Ngưng ăn rồi đó hả?
Ngưng khách đi nước cái nữa là ngưng luôn. Ăn nói chung là ăn nãy giờ cũng khá lắm em. Ừ, bởi vậy. Hút vô, hút vô. À, anh phải uống nước mới được, uống nước cho nó mát cơ thể. Đó. Ừ. Cái một cho hết ly luôn quá anh. Cắt nước rồi, coi nào hút. À gịch. Gịch miết luôn cái nè. Ừ. Thôi ít thôi đừng uống. Thôi kệ. Phải, anh biết sao chút xíu chú uống nữa. Ăn sao? Xong là tầm 15 đến 20 phút sau ta mới cho uống nước. Không, nhiều khi anh cắt nước cho anh uống đi, không sao đâu. Thì ít thôi. Ôi ôi, quyết liệt luôn bà con ơi. Được rồi, được rồi, đừng nhiều quá. Nhiều quá nó bỏng lỏng trong bụng lắm mới ăn. Đấy, đó. Thì thưa cô chú anh chị, nãy giờ cô chú anh chị cũng đã xem qua tình hình sức khỏe của anh nghệ sĩ Ngân Phúc và phần quà của cô Nhi gửi về tặng cho gia đình. Thì chắc có lẽ cô chú anh chị cũng đã xem qua phần quà như thế nào rồi. Thì cuối video thì em Tài cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video. Chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, làm ăn thành công trong cuộc sống. Cô chú anh chị nào cần đến sản phẩm Ngai Đen Ngải Chống Độc Cao Trung Sơn, hãy gọi em Tài vào hai số điện thoại này ha cô chú anh chị, để cho nhân viên em Tài tư vấn cho cô chú anh chị mình hiểu thêm về sản phẩm Ngai Đen Ngải Chống Độc Cao Trung Sơn. Rồi bây giờ em Tài xin tạm ngưng video tại đây ha cô chú anh chị mình nha.